Thưa quý vị, cao điểm hè từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 150.555 chuyến bay với gần 24 triệu lượt khách. So với cùng kỳ năm trước thì sản lượng khách trong cao điểm hè năm 2023 tăng 7,6%, tổng số chuyến bay thì tăng 6,6%. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy ngành hàng không đang tăng trưởng tốt nhờ các hoạt động giao thương, du lịch của người dân dần khôi phục, đồng thời đòi hỏi công tác chuẩn bị, phối hợp giữa các đơn vị tại sân bay, các hãng hàng không và cơ quan quản lý nhà nước cần phải chặt chẽ và chu đáo. Đạt kết quả tốt trong kỳ thi vừa qua, em Lưu Quang Dũng được ba mẹ thưởng cho chuyến du lịch tự túc trong hè này. Lần đầu đi máy bay một mình, em vừa háo hức vừa lo lắng. Con cũng gặp rất nhiều cái bỡ ngỡ khi mà con tự đi máy bay một mình, như là trong khâu làm thủ tục với lại là trong khâu soát vé. Nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của các anh chị ở đây thì con cũng đã an tâm hơn, với lại là con cũng đã biết cách để qua cửa soát vé với lại là kiểm tra an ninh xong thành công. Để phục vụ tốt hành khách, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ động họp trước cao điểm và đưa ra các phương án thống nhất với tất cả các đơn vị tham gia hoạt động khai thác tại sân bay. Từ 15 tháng 6 cho đến 15 tháng 8, đấy là giai đoạn cao điểm hè. Thì số khách cũng như là chuyến bay cũng tăng. Thì chúng tôi thấy phục vụ có phương án phối hợp với các hãng hàng không, rồi các đơn vị phục vụ mặt đất, cũng như các đơn vị quản lý nhà nước như là công an, hải quan, cảng vụ, làm sao điều hòa đi đến quốc tế quốc nội. Là trong cái dịp cao điểm hè thì hành khách sẽ đi lại rất là thường xuyên và đột xuất. Thì Đảng ủy ban đốc cảng hàng không quốc tế Tân Nhất cũng đã chỉ đạo cho đoàn thanh niên ra quân tình nguyện cho nó phù hợp với cái thực tế. Một ca trực như vậy thì có từ 30 đến 40 bạn đồng viên thanh niên và sẽ ra quân từ 5 giờ đến 9 giờ để mà giúp đỡ cho hành khách đi lại được nhanh chóng và thuận tiện. Thưa quý vị, cùng là những đợt cao điểm, thế nhưng mà lượng hành khách khai thác trong dịp hè thì cũng sẽ khác trong mùa Tết. Bởi vì trong dịp hè thì hành khách thường sẽ tập trung đông ở cả chiều đi và chiều đến. Do vậy mà công tác phục vụ của các lực lượng tại sân bay thì cũng phải duy trì ở mức cao và kéo dài. Đặc biệt mùa hè cũng là giai đoạn mà thường xuyên xảy ra mưa bão, dẫn đến việc đó là các chuyến bay chậm dự kiến sẽ tăng cao. Điều này thì ảnh hưởng tới nhà ga, hành khách cũng như là gây ùn tắc ở một số thời điểm nhất định. Ứng phó với tình hình thời tiết, các đơn vị hàng không đã xây dựng kế hoạch chống ngập, có phương án xử lý trong trường hợp thời tiết xấu, ảnh hưởng tới hoạt động bay. Cảng cũng đã thi công hoàn chỉnh mái che khu vực đón khách tại ga quốc tế đến của xe công nghệ, phục vụ hành khách. Cái mái chờ để cho khách đó thì rất là tốt, vừa thuận tiện cho khách đi và cũng thuận tiện cho tài xế để bắt nữa. Lúc đầu chưa có thì cũng rất là khó khăn cho hành khách, khi mình di chuyển ra mình bị nắng, rồi bị mưa. Trung tâm an ninh chủ động bố trí tăng cường lực lượng phối hợp với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nhằm nâng số lượng phương tiện phục vụ hành khách, đồng thời xử lý các đối tượng cò mồi, xe dù, xe ôm hoạt động trong khu vực nội cảng. Cảng Tân Sơn Nhất cũng tiếp tục sử dụng bãi đệm taxi tạm, bổ sung thêm loại hình vận tải hành khách theo hợp đồng xe từ 10 chỗ, bố trí vị trí đậu xe đón khách để tránh tình trạng ùn tắc. Song song đó, sắp xếp lại các loại xe công nghệ, xe taxi, xe hợp đồng, xe cá nhân và cả xe buýt để phục vụ tốt nhất cho các hoạt động khai thác cao điểm hè năm 2023.